Sừng sú bao quanh ở trên góc 12 giây. Robin Pitbull! Điểm thiệu không? Quay trở lại với mảnh máy của chim xe. Khả năng chém rồi. Tỷ lệ chém của chim xe là rất cao. BBL và đây là BM. 10 sớm dành cho xe. 10-06 với 2-15 nông dân của người cầm Samurian. Ép đời có thể gọi là rất tốt. Mèo ở 13-17 cũng được. Vậy chúng ta sẽ có thế là hai chém, còn đối bạn tỷ lệ rất cao sẽ là thế một chém và một cung. Đơn giản bởi vì họ có cung tuyển ở Syrian tham lai. Và như vậy là thầu cũng đào vàng. Vâng, thầu còn đào vàng nhiều hơn cả sẻ cơ. Thế như vậy đây là bài kích 9 của thầu. Nếu tôi không nhầm thì đây là bài kích 9. Chim sẻ gặp mồ 1 luôn. Như vậy mình hào sữa đầu với AC. Mò 1 đánh giò thủ. Mạnh Hào đối đầu với BB. Một bài cầm Asirian, Mạnh Hào đánh 2 lần. Đang điên hoa. Vâng, sẽ tự tin rằng là sẽ solo được với tiểu bản thầu. Còn Hào sẽ cần phải làm yếu được. Vâng, game thủ BB ở cánh bên kia. Vâng, đúng là bài kích 9. Các bạn thấy rằng sẽ kích 10-07 vẫn lên sau thầu. Ngày mai thầu đã có tầm 3-4 trận kỳ 9 rồi. Còn đánh vài trận rồi. 3-4 trận kỳ 9. Tạm rồi thì chim sẻ chưa làm gì được tiền vào thầu. Và ngược lại thì thầu cũng chưa làm gì được sẻ khi mà thầu đánh cho thủ 1A. Như vậy đây là bài mà sẻ không thủ phủ. 1L 1A. Trong đó thì tôi chắc chắn các bạn rằng thầu sẽ thủ phủ. Anh ta sẽ đánh kiểu 1L 1A và 1P. Chuyển sang bài đánh đó là sọc đơn kẹp với cả phù thủy để đầu với chim sẻ. Nhưng đây là một tên mà thầu dưới không chú ý bằng bánh xe vừa mới có. Và anh ta để chết một vài con dân, hai dân của tiểu bản thầu phải nằm xuống. Sẻ đang lao vào nhưng hãy cẩn thận có phù thủy của đối phương. 1E vậy, 1E dành cho thầu. Vâng, như vậy là thầu tự với E để chặn nông dân của mình, rất hay. Ăn thêm được một con nông dân nữa. Vâng, tiếp tục là pha về của game thủ chim sẻ. Sẻ đang cố gắng ăn con chém này, chém không được, quay trở lại ăn dần. Tươi. Vâng, 31 dành cho chim sẻ đánh chuyển cung R rất sớm. Vâng, đến cái tầm thiếu này mà game thủ tiểu bản thầu có phù thì sẽ cũng không sợ nữa rồi, sẽ bắt đầu có cung R. Vâng, cánh bên kia thông tin báo về B đánh 1A ở trong bài đấu này, không, 2A. 2A ở trong bài đấu này, tham lai của Mạnh Hào vẫn đang ổn, tham lai 25, một bài đấu đánh chém 2 BL và có hốc, bánh xe cũng đã có dành Mạnh Hào rồi. Mạnh Hào vẫn đang có thể sốc đều được hai nhà BL ở thời điểm này. Nhưng Mạnh Hào cần có một pha vé thật tốt, pha vé là pha vé chiến lược này. Thành bại là rất có thể sẽ tại pha vé này. Vậy không, như vậy B đang khá chắc khôn. B cũng đang khá chắc khôn. 5 con chém, chém liệu rằng cái E này có nổ không. Quay trở lại chém con ngựa R đằng sau. Nếu mà không được thì cứ từ từ. Bởi vì sẻ cánh bên này tôi tin rằng sẻ có thể one hit được game thủ tiểu bản thầu. Vâng, bài thầu không biết đã khùng chưa. Hình như mới có mặt kia khùng rồi, mặt đằng sau hình như là vẫn còn hở. Vâng, sẻ có đi vòng không. Không biết là thầu có thủ phù không nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ có đấy, bởi vì chúng ta đánh hai chém mà. Thầu có thủ phù thì có lẽ tôi thấy vẻ hơi lạ. Khả năng cao vâng có P dành cho game thủ tiểu bản thầu. Sẽ cần phải có cùng R vào trước. Cùng R sẽ có giáp rồi. Cùng R vào trước và những con lạc đà sẽ rảo bước đi sau. Thầu đã có những quanh ruộng của mình. Đây là 4 cái ruộng dành cho tiểu bản thầu. Vâng, nhà chính của thầu. Và như vậy thầu đang giật đằng sau dường như là một tên hồi máu cho cùng R, hồi máu cho những đơn vị quần của mình đến từ game thủ tiểu bản thầu. Thầu bắt đầu chạy. Đây là hai con thủy của thầu. Thầu đang quáng vẩy. Sẻ đang chém được khoanh ruộng của đối phương. Có cung R đằng sau. Sẻ đang có thể gọi là bùa vây và bao vây toàn bộ số lượng quần và số lượng dân của game thủ tiểu thầu. Vâng, 3 phù thủy phải nằm xuống dành cho game thủ trẻ của BB Club. Vậy ấy. Vâng, pha vé thành công đến từ game thủ chim sẻ đang rất nhiều nhà bè được giải ra. Một lớp, vâng, hai lớp, rất nhiều lớp. Mặc dù đây là một vị trí có rộng nhưng chim sẻ vẫn đang vé cực kỳ tốt. Rất nhiều dân của thầu phải nằm xuống. Vâng, cánh bên này chính thức là thầu chết với cả game thủ chim sẻ đang cánh bên kia. Mạnh Hào, Mạnh Hào tham lai vẫn giữ là 30. Mặc dù không thể vào đầu trong nhà của Bi nhưng mà không sao, Mạnh Hào giữ tham lai này là ổn rồi. Còn rất nhiều chém để có thể kết hợp với game thủ chim sẻ đang ở tiền về sau. Liệu rằng có làm tên bằng chém 4 không. Vâng, gặp kia
Ui giời ơi, trời ơi. Thâu, thâu. Đâu rồi, dân đâu? Hình như là dân chạy về phía bên kia. Hình như là dân đối phương đang chạy về phía nhà của mình. Thế trận đang chuyển về 1-2. Mạnh Hào thì không phải là bài khỏe nguyên, nhưng thằng này vẫn đang ổn là 30. Chín sẻ là một bài không mất gì. Khi được cầm sang Merian, BB 34 dần. Thằng này chúng ta đang đẩy một chút xíu, để khoảng tầm 55 và 45. Đấy rồi, đấy đấy. Chính nó, chính nó. Nhiều không? Vâng, hai con. Dân chạy đâu khéo thế nhở? Vâng, cảm giác... Vâng, cảm giác như thầu chạy dân khá khéo, thầu vẫn còn quân nhờ. Nhưng chim sẻ đang quản rất kỹ tiểu mà thầu. Chim sẻ không có muốn thế 2v2 ở trong trận đấu này, mà phải là thế solo. Chứ là thế 2v1. Chúng ta là 2, của đội bạn là 1. Bằng thông tin báo về thì BB đang chuẩn bị đẩy game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào liệu rằng có chém 4 chưa? Nếu có chém 4 rồi thì không có vàng sau sổ đơn cũng được. Thằng này vẫn đang giữ là 30. Mạnh Hào đang muốn sổ vào tên này. Chém 4, chém 2 đầu, chém 2 mặt. Hào ơi, bọn kia chém mặt bên kia. Rồi, rất nhiều AB của Hào. Đây là tên đột biến của Hào. Hào vào rồi, Mạnh Hào vào rồi. Rất nhiều chém đến từ game thủ Mạnh Hào. Và đây là chém 4 nhà bị đơ hồ tội cái. Đây là máy chim sẻ. Vâng, chim sẻ đang ở mặt bên kia. Vâng, đang bao vây mặt nhà của game thủ chim sẻ. Mạnh Hào ở cánh tả, còn game thủ chim sẻ ở cánh hữu. Vâng, đỡ kiểu gì đấy bì. Ở nhà Mạnh Hào bị công vào nhưng không sao. Đây là bài có hốc của Mạnh Hào. Vào kiểu gì cái hốc này đây. Vâng, BB đang có rất nhiều dân ở trong đỉnh gốc 3 giờ, cực kỳ nhiều. Chỗ này là khoảng tầm 20 dân. Ở nhà của Sẻ đang bị tạt một tơn bởi tiền bàn thầu. Tầm 10 con sọc đơn đang tạt sang nhà của Sẻ. Sẻ nếu như có quân ở nhà thì nên đứng thủ. Sẻ cũng đang bắt đầu về. Quân của BB là rất ít. Không, độc. Mao trạch độc. Chưa biết thế nào, bình tĩnh. Chúng ta đang sùng, nhưng không được thi đấu vội vàng. Lợi thế đang rất nhiều dè cặp đôi đến từ Sparta rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tham 25 đến từ Hào. Hào cần phải bằng thủ lại một chút xíu. Vâng, nâng cấp giáp dày Mạnh Hào. Và các bạn thấy rằng cái tư duy của Mạnh Hào là cực kỳ khôn ngoan và thông minh ở trong cái kèo đấu này. Mỗi kèo đấu của Mạnh Hào mặc dù đánh theo kiểu lơ cao nhưng mà lại vẫn có hốc. Hốc không có nhiều ruộng, bằng có 6 cái ruộng thôi. Nhưng nó là đủ để cho Mạnh Hào có thể có một bài sóc đều được hai nhà BL. Mạnh Hào đang bị cộng vào đến từ game thủ tiền vào tàu. Thầu thì tại tham chỉ là 1x rồi. Còn Mạnh Hào vẫn đang có thể sóc đều quật. Quả trái với chim sẻ nào, chim sẻ quả lại thầu một tuần. Sau tuần lọt vừa rồi thì mặc dù Bi chưa chết nhưng Bi cũng đang là khá yếu. Và một lần nữa thì rất mong quý vị khán giả có thể dành game thủ chim sẻ những like, được chia sẻ để ủng hộ cho game thủ của Sparta. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Hệ thống quân yêu tự do, ăn ngon ngồi đẹp, giá vỉa hè, Feuli tiết kiệm tiện nghi, an toàn hết ý. Haruko chăm sóc khỏe cho gia đình bạn. Igomo giảm giá sốc 50% cho toàn bộ sản phẩm Quadihoa Rapido miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Quay trở lại với tình huống cổng tiếp theo của cặp đôi đến từ Sparta vào nhà của Bi. Đội bạn thì còn Bi thôi. Thầu thì vẫn đang còn tham nhưng anh ta chỉ còn một vài con đồng dân. Vâng, đây là tên dân dường như sẽ là cuối cùng dành cho thầu. Nhưng thông tin báo về Hào cũng sẽ fit. Vâng, Hào cũng sẽ fit nhưng không, tôi nghĩ là không fit. Tên này chơi thoải mái, vâng, chém 4 rồi thì sợ cái gì. Chém 4 là chơi được tên này luôn. Vâng, chém nó đã áp sát vào cung R. Chơi được không? Không biết rằng quân đội bạn ấy là vâng, BB mất rất nhiều cung R tên này và người chạy đó là B. Trong trận đấu quân quan trọng và quyết định như thế này thì ai là người chạy thì người đó sẽ người lỗ. Mạnh Hào vẫn đang giữ thăm này rất tốt, ăn được cực kỳ nhiều cung của Bi trong trận vừa rồi. Và Sẻ bắt đầu tới nhà của Bi. Thủ cuối trận đấu này hay chưa? Sẻ đang công ở hai mặt, Bi đang cố gắng đưa dần ở về e. Nhưng xin lỗi, đây không phải chỉ là những con lạc đà. Và đằng sau chị Sẻ thì đang có rất nhiều cung rờ. Những pha về e như thế này của Bi chỉ giúp cho Bi câu thêm giờ vào rồi. Sẻ có chiếc KBA thứ 8 ở trong trận đấu này. Một bài đánh chém chuyển cung dành người cầm Samarian. Mặc dù vậy thì Bi vẫn đang rất cố gắng. Không hề đơn giản. Sẻ đang siêu chắc cốp. Hờ chỗ nào là bò chỗ đấy. Mà bò bây giờ thì không phải là bằng BE mà là bò bằng bê tông. Không phải là BE mà là bê tông nha. Bằng chọc hộ tôi từ này cái. Bi đang cố gắng đấu quần. Nhưng đây là một vị trí đấu quần cực kỳ có lợi cho chim sẻ. Khi chim sẻ đang có dốc. Cung Samurian đối đầu với cung AC đang có dốc thì cung Samurian chưa bỏ ngán cung AC. Và tỷ số là 5-3 dành cặp đôi của Sparta. Xin lỗi các bạn là 3 năm, chúng ta vừa gỡ thêm được một trận nữa. Khoảng cách chỉ còn là 2 trận. Cố lên anh em ơi. Cố lên, cố lên. Vâng, rất đau tim. Cực kỳ cảm xúc dành cặp đôi của chim sẻ và Mạnh Hào. Vâng, các bạn có thấy được cái kinh nghiệm của Mạnh Hào ở trong trận đấu vừa rồi. Mặc dù đối đầu với một game thủ có thế bài siêu kín và cầm cùng tuyển AC Ran như BB, nhưng Mạnh Hào vẫn có cách để có thể giữ tham. Và thi đấu cực tốt với tên lọt nhà trước đó của mình.
Vâng, xin dành một vài giây quảng cáo. Trong quá trình 10 năm phát triển, Haruko khẳng định vị trí số 1 về chất lượng, tạo nên sức mạnh uy tín hàng đầu trên thị trường. Và hai con voi. Vâng, chim sẻ đang nhường cho liên tục Mạnh Hào một đàn hiếu 7 ở giữa hai nhà. Cho đó bài sẻ là một bài hai quả phụ. Như mùi mi. Ở giữa, mắc bêu. Vâng, và bây giờ thì mình đang rất cần sự cổ vũ của tất cả các anh em. Anh em có thể dành cho chim sẻ một lượt like, một lượt chia sẻ đúng không ạ? Mỗi người cho gì một like, một chia sẻ cái nào. Trận cuối cùng của giải đấu rồi. Giải đấu siêu hấp dẫn và kịch tính. Trước khi giải đấu này được diễn ra thì tôi không nghĩ rằng cái giải đấu của nó hấp dẫn và kịch tính đến mức độ như thế này. Giữa hai nhà có một mỏ quả, sẽ ăn mỏ quả xa trước hợp lý để tránh tình trạng bị ăn trùng. Đây là mảnh máy của game thủ cầm Persian. Mạnh Hào đang ra để ăn đàn hiêu được sẻ nhường cho. Đàn hiêu 7 siêu to khổng lồ. Vâng, hai voi đã về, bây giờ xả thịt đàn hiêu 7. 22 dần thôi à, đừng nói là kích rồi nha. Bởi như kích rồi. Persian đột biến dành Mạnh Hào, nó khác hẳn cái bài mà chúng ta đã từng cầm Panper trước đó. Panper kích 11, đây mới là Per này. Rồi, xem lại sẻ một chút nào. 26 dần, cung A7 chắc. S2 dành cho chim sẻ. Như vậy, bài đấu này là bài đấu mà chim sẻ sẽ không thể hoàn toàn khung kín nhạc của mình được. Ta xem hào. Hơi yếu gỗ một chút. Vâng, đội bạn cũng đẹp nha. Có bi chậm dần thôi. Bi chậm dần thôi nhưng đội bạn bài cũng đẹp. Đây là BM. Tham lai. Thầu lên không muộn. Hitty đánh chém và Egypt đánh cục. Đó là sự lựa chọn của đội bạn. 9-50 dành cho hào. 22 dần của thầu. Như vậy là bài thầu đẹp và bài bi cũng đẹp. Đúng những gì mà cam thủ ta đã soi thẳng. S ăn vàng. 2 e là kín chiếc cái bét này. Công cho người giò. Một e nữa. Úi dồi ôi. Múi mít thế. Múi mít quá. Công nghệ nhá Háo ơi. Rồi giáp. Con vò này cần phải về. Chưa thấy nhà đối phương đâu. Rồi gặp game thủ vòng màu 2. Đây là thầu. Bài thầu cũng đang có rất nhiều vòi. Sắc vòi la liệt tại nhà chính. Mạnh Hào quay ngược con lựa giò của mình lên góc 12 giờ. Vâng, hệ thống quán rượu do ăn ngon nguồn đèn giá vẻ hè. Furry tiết kiệm tiện nghi an toàn hết ý. Haruko chào các kẻ cho gia đình bạn. Eagle Mall giảm giá sốc 50% toàn bộ sản phẩm quán điều hòa miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Giò đối phương đang chọc vãi trưởng ngang phớ với cả Mạnh Hào. Chúng 9-50 dành cho bài hit tỷ. Nhưng Mạnh Hào đang bắt đầu chọc được nhà của Bi. Lạc đà bắt đầu thả. Một dân của Bi phải nằm xuống. Vâng, trận chung kết mà tôi lại cảm thấy Bi có vẻ như là đang hơi mất tập trung. Vâng, bị chọc nhưng Bi không biết. Oh my god, bây giờ mới biết. Thì đỡ kiểu gì 6 con lạc đà. Vâng, đỡ kiểu gì con người giò công giáp này của game thủ Mạnh Hào đây. Vẫn đang còn rất nhiều lạc đà. 12 giờ tôi thấy có một chấm màu 2. 12 giờ tôi thấy có một chấm màu 2. Dường như là đó là vị trí mà game thủ cầm màu 2 đang phát triển. Đúng là cùng đến từ Bi. Bài sẻ dường như đang khỏe nguyên. Vâng, sẻ đang bị công sang một tơn bởi game thủ cầm màu 2. Thêm một nhà bia. Sẻ đang phải bò nhà bằng ruộng. Đây rồi, đây là dân của game thủ cầm màu 2. Đối phương hình như là có bánh sẻ. Đây rồi, gặp rất nhiều dân của thằng. Bơm một tơn đồ cho game thủ chim sẻ để chim sẻ khỏe ra. Vâng, 4 con lạc đà dành cho game thủ Mạnh Hào. Màu 2 đang phải chạy tung tăng ở khắp bản đồ. Mạnh Hào bắt đầu hết lực và đang phải ra ruộng. Thế vẫn đang yêu hơn dành chúng ta một chút xíu. Chim sẻ đang bị công lên bởi game thủ cầm màu 2. Màu 2 chỉ có một vài con lạc đà thôi. Ô, sang cứu nhanh lên. Hào 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 hào. Gặp rồi kìa. Rồi tươi nhá. Tờ này cứu được cho. Vâng, cứu được cho sẻ nhá.
Vâng, thêm một vài đơn, vâng, thêm một vài cái ruộng nữa. Lượng vàng của Sẻ vẫn đang có vẻ là hơi yếu một chút để Sẻ có thể sóc đều 4 nhà bia. Tham 37. Mạnh Hào đang bắt quần của game thủ cầm màu 2. Màu 2 trận này không dám thủ phủ thì chúng ta có một Maxi. Nhưng Maxi này không phải Maxi đánh chém mà Maxi đánh cục. Vâng, tham mai là 29 dành cho game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào dường như đang có một tên kết hợp, muốn kết hợp quân với game thủ Chim Sẻ để kết liễu game thủ BB. Chim Sẻ 41. Tên này là tên siêu quan trọng. Hào liệu rằng có thể cho Sẻ ít vàng được không? Không, nhà Hào cũng đang khá ít vàng. Hào tham 30. Rất nhiều quần đến từ Hào. Kìa, Hào ơi, đâu rồi? Rồi nha. Giờ này tuần quan trọng, Bi đang có 5 cùng G, có 6 cùng G. Nhưng mà bằng này lạc đà vào trong là chết. Vào, 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 vào em ơi. Vâng, đang cuống bởi E dành cho game thủ BB. Tuần này sẽ không ai sang cứu được Bi nữa. Vâng, Bi có đâu tuần này không? Lạc đà bắt đầu vào bên trong, đí, đí, đí. Rồi, không nhiều cùng R đâu, đây chỉ có là 5 cùng R đến từ BB thôi. Vâng, Bi đang cầm dân ra để đập. Mạnh Hào đang điều lạc đà khá tốt, cùng A của Sẻ vẫn đang dí ở đằng sau. Sẻ đang rất nhiều cùng A ở mặt bên này, tham ai 50 dành game thủ Chim Sẻ. Cùng A đã có giáp, ở nhà bị quấy một tơn bởi game thủ điểm đầu nhưng mà không sao. Không sao cả, vậy không? Vậy! Vâng, tham ai 22 dành game thủ điểm đầu, Mạnh Hào thôi. Mạnh Hào cứ khá tốt trận đấu này, Sẻ đang vẩy rất nhiều E đã dần của game thủ BB. Và Bi chính thức bùng nhà cho đội này. Đây là chủ lực của đội bạn. Chủ lực BB đã bùng nhà. Nhưng đội bạn vẫn chưa quyết. Đội bạn vẫn đang rất cố gắng. Nếu Hào có vàng thì bơm cho Sẻ nha. Sẻ đang hơi đuối vàng một chút. Vâng, bơm vàng cho Sẻ để Sẻ sóc nhiều qua hơn. Nâng cấp công nghệ chặt qua ai. Đội bạn đã bày nhà nhưng đội bạn vẫn chưa quyết. Nên chúng ta chưa được quyền buông lỏng. Bình tĩnh. Bình tĩnh cho tuần này. Đây rồi, đây là dân của BB. Và đây cũng là cùng đỏ của BB. BB sẽ chạy đi đâu để hồi đây? Phải chăng sẽ chạy lên góc 12 giờ? Góc 12 giờ là một thế nhà siêu đẹp, có rất nhiều rừng rú bao quanh ở trên góc 12 giờ. Và BB quyết rồi! Quyết rồi! Chiếc cúp vô địch dành cho cặp đôi đến từ Sparta. Xin lỗi các bạn, dành cho bộ 3 đến từ Sparta. Dành cho game thủ Chim Sẻ, dành cho Mạnh Hào và dành cho game thủ 98 khi chúng ta đã vượt qua đội bạn với tỷ số là 7-6 ở trong trận đấu chung kết của giải đấu hôm nay. Một giải đấu, vâng, tính đến ngày hôm qua thì có lẽ rằng không một vị khán giả nào có thể nghĩ rằng các em thủ đến từ Sparta sẽ vô địch giải đấu AOE Fury King Cup 2020. Không ai tin nhưng có rất nhiều người tin. Và ngày hôm nay thì Chim Sẻ, Mạnh Hào, như chúng ta đã công hiến được hiện dạng trận đấu thực sự tuyệt vời, thực sự mãn nhãn, rất hay, cực kỳ cảm xúc. Dẫn trước, Bi dẫn trước 5-1, chúng ta bật 5 đều. Bi dẫn trước 6-5, chúng ta bật 6 đều. Và cuối cùng, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, chúng ta vừa lên trước và đó cũng là lần cuối cùng, khi đây cũng là trận đấu cuối cùng của giải đấu rồi. Vâng, và thay mặt cho những người làm chương trình này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới rất rất nhiều quý khán giả, 103.900 người đang có mặt trên fanpage của game thủ Chim Sẻ ở thời điểm hiện tại để ủng hộ cho các em thủ